Luật chơi vòng 3, ai hiểu con hơn? Thử thách cuối sẽ có 5 câu hỏi xoay quanh về bé hoặc về gia đình. Trong vòng 90 giây, ba mẹ và bé sẽ cùng trả lời câu hỏi. Thời gian sẽ được tính và dừng lại sau khi cả hai bên đưa ra đáp án của mình. Mỗi đáp án trùng khớp tương ứng với một hộp quà may mắn. Trong tổng số 5 hộp quà với số tiền thưởng ngẫu nhiên 1 triệu, 2 triệu, 3 triệu, 4 triệu và 5 triệu đồng. Số tiền thưởng mà gia đình nhận được chính là tổng số tiền từ hộp quà may mắn mang lại. Chào mừng quý vị đang quay trở lại với Cả Nhà Cùng Vui. Và bây giờ tiếp đi anh. Vòng 3 được mang tên là Ai Hiểu Con Hơn. Sẵn sàng ạ. Ba mẹ động viên con gái nhỏ tinh thần đáng yêu và cao ráo của mình đi ạ. Con gái cố lên. Dạ, cô bé cao ráo có muốn nhắn gửi gì đến ba mẹ của mình không nè? Dạ, ba mẹ cũng cố lên. Câu hỏi đầu tiên như sau: hãy kể tên một tính cách mà con thích nhất ở bản thân của con. Rồi nếu như biết xong chúng ta ập bản lại. Xong chưa thời cả nhà. Thời gian tạm ngừng. Xin mời đáp án. Mẹ trả lời là Hiền. Mặt bác. Bác. Bạn ấy tên là Cẩm Tú hả con? Dạ. Cẩm Tú là trai hay gái vậy con? Dạ bạn gái. Tại sao con không? Đó, mấy người hiền á trong phim Chuyện Cổ Tích toàn bị ăn hiếp thôi, cái bục hiền ra. Đó. Còn hoạt bát sao nè? Chào bác. Đó. Chơi không? Ok. Rồi, nhưng mà phải học hành làm bài đầy đủ mới được đi chơi nha. Hợp lý. Yeah, đó, yeah, đó là hoạt bát. Như vậy là chưa trùng khớp. Chúng ta đến với câu hỏi tiếp theo. Câu hỏi như sau: con thích nhất điều gì ở mẹ? Bắt đầu. Nhanh nào, thời gian không có nhiều. Nếu như chúng ta suy nghĩ quá lâu sẽ ảnh hưởng đến những câu sau. Thời gian tạm ngừng. 3, 2, 1, xin mời đáp án. À, hiểu ý con. Mẹ thì trả lời nấu ăn, câu này không trùng khớp rồi. Nhưng mà thật sự là mẹ có rất nhiều đức tính để cho bé Minh Anh cảm thấy rất là yêu mến, đúng không nào? Ừ. Cố gắng ở câu thứ 3 nha. Câu 3, nếu được chọn một ngôn ngữ để học thì bé Minh Anh thích học ngôn ngữ nào nhất? Thôi, ba mẹ ơi, thời gian sắp hết rồi. Rồi, thời gian tạm ngừng, xin mời đáp án. À, bên là tiếng Hàn, một bên là tiếng Anh. Dạ, ai cha. Cố gắng lên nào. Và bây giờ sẽ là câu hỏi thứ 4. Câu hỏi số 4 như sau: điều con thấy thích nhất khi được làm em của chị mình là gì? Của chị mình là còn người chị nữa. Đúng rồi, nhà có hai chị em. Được làm em gái thì được cái gì ta? Chà, nhiều ạ. Dạ rồi, thời gian tạm ngừng. Xin mời. Chỉ những điều không biết. À, chị hay bảo ban. Bên đây thì mẹ nói là chiều em. Một cái là cưng chiều, muốn gì được cái đó. Một cái thì nó có hơi hướng về giáo dục một tí, nên vẫn chưa trùng khớp, thật là đáng tiếc. Nhưng mà rõ ràng con có rất nhiều tình cảm dành cho chị mình đúng không? Ngoài cái chỉ những điều không biết đó, con còn thích những điều gì ở chị nữa nè? À, chị con rất là giỏi. Chị con giỏi về học tập và cả về cái những cái thời trang hoặc là sắc đẹp nữa. Trời ơi, tấm gương cho bé noi theo. Dạ, thật sự rất là đáng quý luôn khi mà chị em trong nhà là yêu thương và đùm bọc lẫn nhau. Gia đình mình rất là hạnh phúc, cả nhà cùng vui là thiệt luôn đó, ấy ạ. Cũng nhờ ba mẹ đó, giáo dục con từ nhỏ như vậy mà. Và bây giờ sẽ là câu hỏi cuối cùng với 12 giây. Nội dung câu hỏi như sau: bé Minh Anh thích đến tham quan địa điểm nào nhất của Việt Nam? Tham quan có nghĩa là đi chơi á. Địa điểm nào? Ở đâu nè? Dạ. Dạ. Hết giờ luôn hả mày? Ôi. Bây giờ 2, 1, đáp án là yeah. Đà Nẵng. Trời ơi, mừng. Và chúc mừng gia đình mình. Chúng ta đã có được một câu trả lời trùng khớp, tương đương với một phần quà đặc biệt ngày hôm nay. Xin mời. Đây, 5 hộp quà thì gia đình mình, bé Minh Anh ơi, con được quyền lựa chọn một hộp quà trong 5 hộp quà này. Thì con biết con muốn là mình chọn hay là ba hoặc mẹ chọn? Dạ, con nghĩ là con muốn mẹ con chọn. Mẹ con ưu tiên cho mẹ ha. Ba chịu không ba? Dạ dễ gì dạ, không? Là mẹ nhất. Mẹ ơi, 1, 2, 3, 4, 5. Mẹ chọn hộp quà nào? Dạ, chọn phần quà số 5 con nhé. Dạ, số 5 là hộp bên đây. Dạ. Dạ vâng, xin mời mẹ. Mẹ cầm hộp quà số 5. Cầm từ từ. Và lấy bản hộp. Và đó chính là $3 triệu. Yeah. Và đây chính là phần thưởng dành cho đội quán quân của Cả Nhà Cùng Vui tuần này. Xin được chúc mừng cả nhà của Minh Anh với giải thưởng 3 triệu đồng. Yeah. Cảm xúc của Minh Anh bây giờ như thế nào con ha? Dạ, con rất là vui nhưng mà vẫn hồi hộp như lúc ban đầu. Cùng với con mình trải qua các thử thách của chương trình thì không biết là ba mẹ sau chương trình này, sau trò chơi này thì có điều gì muốn nhắn gửi đến Minh Anh không ạ? Con cứ cố gắng trong học tập và trong cuộc sống.
mình sẽ giành được chiến thắng. Phía trước mình có nhiều việc nữa, mình sẽ cố gắng. Còn ba của Minh Anh thì sao? Mình nghĩ là cả nhà mình sẽ phải càng hiểu nhau hơn nữa để cả nhà cùng vui. Đúng vậy, cả nhà muốn được vui là phải hiểu và thông cảm cho nhau. Và xin mời quý vị hãy tiếp tục đồng hành cùng với chúng tôi. Chương trình Cả Nhà Cùng Vui được thực hiện bởi Đài Truyền hình Vĩnh Long phối hợp cùng công ty truyền thông Bi. Và đừng quên khung giờ rất quen thuộc của chương trình 17 giờ thứ bảy hàng tuần trên kênh truyền hình Vĩnh Long 1, phát lại vào lúc 11 giờ 30 trưa Chủ nhật ngày hôm sau trên kênh truyền hình Vĩnh Long 2. Chúng tôi xin được phép xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.